ở người nữ, u xơ cơ tử cung là khối u sinh dục thường gặp nhất. Hơn 3/4 phụ nữ ở độ tuổi 50 có mang trong mình ít nhất một nhân xơ tử cung. Nguyên nhân gây u xơ cơ tử cung hiện nay vẫn chưa được biết chính xác. Bài giảng này trình bày những luận điểm đương đại về bệnh sinh của u xơ cơ tử cung và dùng chúng để lý giải những quan điểm điều trị hiện hành. Một điều rất đáng ngạc nhiên là chỉ có loài người mới có u xơ cơ tử cung mà thôi. Thêm vào đó, người ta nhận thấy rằng hầu hết các u xơ cơ tử cung có xuất phát điểm là lớp cơ ngoài của tử cung. Về mặt phôi thai học, tử cung có hai nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất là lớp tử cung cổ, Archimetra, và nguồn gốc thứ nhì là lớp tử cung mới, Neometra. Archimetra phát triển từ ống Müller, tạo ra lớp niêm mạc và lớp cơ trong của tử cung. Tử cung của mọi loài hữu nhũ đều đến từ Archimetra. Riêng ở loài người, Archimetra được bồi đắp thêm ở phía ngoài bằng lớp Neometra. Neometra có nguồn gốc trung mô và Neometra tạo thành lớp cơ ngoài của tử cung. Như vậy, bệnh sinh của u xơ cơ tử cung có thể có mối liên quan mật thiết đến việc hình thành lớp Neometra ở loài người đứng thẳng. Với hai nhận xét, một là các loài hữu nhũ khác không bao giờ bị mắc u xơ cơ tử cung, và hai là vị trí của u xơ cơ tử cung liên quan hầu như tuyệt đối đến Neometra, nên người ta có thể bác bỏ nguồn gốc Archimetra của u xơ cơ tử cung. Về mặt bệnh học thì u xơ cơ tử cung là một khối u đơn dòng. U là một tân sinh lành tính, được cấu tạo bởi hai thành phần. Một là các nguyên bào cơ sợi và hai là khối matrix ngoại bào. Các nguyên bào cơ sợi sắp xếp vô trật tự, tạo ra các bó đi theo nhiều hướng khác nhau và chúng ta có thể thấy hoạt động phân bào ở các mức độ khác nhau. Điều này không có ở trong các tế bào cơ bình thường. Matrix ngoại bào chủ yếu là collagen chiếm một tỷ lệ quan trọng trong thể khối của u. Thành phần matrix ngoại bào rất khác nhau giữa các u. Thành phần cấu tạo của u có liên quan đến tiên lượng khả năng đáp ứng với các liệu pháp nội khoa. Ở tử cung bình thường, các tế bào sợi cơ trơn đảm nhận chức năng co thắt. Tế bào cơ trơn không được thay thế, chúng không có hoạt động phân bào. Chỉ khi người phụ nữ mang thai thì số lượng sợi cơ trơn mới tăng lên, nhờ được bổ sung từ các tế bào gốc trung mô chuyển dạng. Các tế bào sợi cơ mới được lập trình để tiêu biến sau khi sinh. Trong u xơ cơ tử cung, các tế bào của khối u không có chức năng co thắt dù rằng bề ngoài của chúng có vẻ giống như tế bào cơ trơn. Chúng hoạt động như một tế bào sinh dưỡng, tức là một, có khả năng phân chia tạo mới, và hai, có hoạt động chế tiết. Chúng có nguồn gốc từ chính những tế bào dự trữ tạo sợi cơ mới nhưng lại bị hóa thành những tế bào của u xơ cơ với hai đặc tính trên. Điều này có nghĩa là chúng phân chia, tăng về số lượng, đồng thời sản xuất collagen tạo thành khối matrix ngoại bào. Matrix ngoại bào bành trướng, giảm khả năng tưới máu, gây tình trạng thiếu máu cho các tế bào mới, dẫn đến thoái hóa và cuối cùng là chết tế bào. Như vậy, dễ dàng nhận thấy rằng trong u xơ cơ tử cung có hai câu hỏi được đặt ra. Một là vì sao những tế bào gốc trung mô lại được triệu tập khi người phụ nữ không mang thai? Và hai là vì sao chúng lại chuyển dạng thành những tế bào với chức năng dị thường như vậy? Câu trả lời sẽ gồm có hai phần. Một là vai trò của yếu tố di truyền, và hai là vai trò của yếu tố thượng di truyền. Về mặt di truyền, thay đổi trên một gene mang tên là SMGA2 được xem là khởi điểm của bệnh sinh của u xơ cơ tử cung, và đây là điều kiện cần để gây ra u xơ cơ tử cung. Về mặt thượng di truyền, tác động của yếu tố môi trường và các yếu tố nguy cơ khác tác động lên tế bào gốc mang bất thường sẵn có ở gene SMGA2 là điều kiện đủ để gây ra u xơ cơ tử cung. Về mặt di truyền, thay đổi trên gene
SMG2A được xem là khởi điểm của bệnh sinh của u xơ cơ tử cung. Đây là điều kiện cần để gây ra u xơ cơ tử cung. Ở người bình thường, tức người không u xơ cơ tử cung, gene SMG2A không bị đột biến và được giữ ở trạng thái tắc. Các tế bào gốc chỉ được triệu tập và chuyển dạng thành tế bào sợi cơ trơn khi người phụ nữ mang thai. Ở người mắc u xơ cơ tử cung, gene SMG2A có mang các đột biến. Các đột biến làm cho gene này dễ bị kích hoạt dù người phụ nữ không mang thai. Do sở hữu gene SMG2A đột biến và lại bị kích hoạt trong điều kiện môi trường bất thường, các tế bào gốc sẽ không bị hóa theo con đường bình thường mà lại đi theo một con đường khác. Chúng chuyển dạng thành kiểu tế bào có khả năng phân chia và chế tiết, tức các fibroid stem cell. Tiến trình hình thành u xơ cơ tử cung được tiếp tục bằng giai đoạn hoàn tất chuyển đổi tế bào. Các tế bào chuyển dạng sẽ trở thành các tế bào khối u và tiếp tục phân chia phát triển khi có sự tham gia của một là các steroid sinh dục bao gồm estrogen, progesterone, và hai là hệ thống các yếu tố cận tiết và kiểm soát tế bào theo con đường VNT beta catenin. Về mặt nội tiết, nói một cách chi tiết thì estrogen là yếu tố khởi đầu, còn progesterone là yếu tố thiết yếu để duy trì sự tồn tại và phát triển của u. Estrogen điều hòa lên các estrogen receptor, trong đó có estrogen receptor alpha, rồi tác động thông qua thụ thể này để điều hòa lên các receptor của progesterone. Progesterone đóng vai trò cốt lõi trong tồn tại và phát triển của u xơ cơ tử cung. Qua progesterone receptor, progesterone thúc đẩy phân bào nguyên nhiệm tại khối u, đồng thời duy trì thể khối matrix ngoại bào. Khi không có mặt progesterone, hay trong trường hợp progesterone không gắn được vào thụ thể của progesterone do thụ thể này bị phong tỏa bằng thuốc trong điều trị, thì một mình estrogen sẽ không đủ để đảm bảo sự phát triển của u xơ cơ tử cung. Vì thế, các điều trị đương đại nhằm vào hai mục tiêu là một, cắt nguồn estrogen, hoặc hai là phong tỏa các thụ thể của progesterone. Về mặt thượng di truyền, các yếu tố môi trường và các yếu tố nguy cơ khác tác động đến tế bào gốc có mang bất thường ở gene SMG2A là điều kiện đủ để gây ra u xơ cơ tử cung. Hiện tượng di truyền chính được thấy ở người có u xơ cơ tử cung là bất thường trong tổng hòa các microRNA. MicroRNA là cơ chế thượng di truyền kiểm soát chu trình tế bào thông qua kiểm soát phiên mã và kiểm soát sau phiên mã. Bất thường trong tổng hòa microRNA dẫn đến mất khả năng kiểm soát phiên mã và sau phiên mã, với hệ quả cuối cùng là mất khả năng kiểm soát tăng trưởng tế bào. Khi khảo sát tổng hòa các microRNA ở các u xơ cơ tử cung khác nhau, người ta nhận thấy rằng chúng rất khác nhau về tổng hòa microRNA. Chính sự khác biệt về tổng hòa microRNA đã tạo ra sự khác biệt về điều hòa gene, dẫn đến sự khác biệt trong cấu tạo mô học của các u xơ cơ tử cung, cũng như sự khác biệt trong đáp ứng với điều trị nội khoa của chúng. Như vậy, về mặt lý thuyết, có thể xem tổng hòa các microRNA như chỉ báo chẩn đoán, tiên lượng khả năng đáp ứng với điều trị nội khoa của các u xơ cơ tử cung. Có thể tóm lược bệnh sinh của u xơ cơ tử cung như sau. Về mặt di truyền, những thay đổi trên gene SMG2A được xem là khởi điểm của bệnh sinh của u xơ cơ tử cung. Đây là điều kiện cần để gây ra u xơ cơ tử cung. Do sở hữu gene SMG2A đột biến bị kích hoạt trong điều kiện môi trường bất thường, các tế bào gốc sẽ chuyển dạng thành kiểu tế bào có khả năng phân chia và chế tiết. Các tế bào chuyển dạng sẽ trở thành các tế bào khối u và tiếp tục phân chia, phát triển khi có sự tham gia của các steroid sinh dục và hệ thống các yếu tố cận tiết và kiểm soát tế bào theo con đường VNT beta catenin. Bất thường trong tổng hòa các microRNA dẫn đến mất khả năng kiểm soát chu trình tế bào và trở thành điều kiện đủ để có thể phát sinh ra khối u xơ cơ tử cung.
u xơ cơ tử cung có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên tử cung. Tùy theo vị trí mà khối u có thể có biểu hiện và triệu chứng lâm sàng, tức các thang phiền chủ hay hoàn toàn không có thang phiền chủ. Có 3 nhóm vị trí chính: vị trí dưới niêm mạc, các u trong cơ và các u xơ tử cung dưới thành mạc. Ngoài ra còn các u xơ cơ tử cung có vị trí hỗn hợp. Năm 2011, Liên đoàn Sản phụ khoa quốc tế FIGO đã khuyến nghị thực hành đồng thuận về phân loại các u xơ cơ tử cung theo mô tả vị trí. Bản phân loại này đã được điều chỉnh vào năm 2018. Các u xơ cơ tử cung dưới niêm mạc là các khối u có nhiều khả năng gây ra triệu chứng nhất, thường là xuất huyết tử cung bất thường. Theo đồng thuận FIGO 2018, các u xơ cơ tử cung dưới niêm mạc được chia thành 4 nhóm tùy theo tỷ lệ phần trăm thể khối hiện diện, tức lộ vào trong buồng tử cung. L0 100% có cuốn, L1 không quá một nửa trong cơ, L2 ít nhất một nửa trong cơ và L3 100% trong cơ nhưng có tiếp xúc với niêm mạc. Hình ảnh học là phương tiện chủ lực cho thiết lập chẩn đoán các bệnh lý lành tính của tử cung. Việc dùng hệ thống thuật ngữ được đồng thuận đưa ra bởi IETA năm 2010 cho khảo sát nội mạc tử cung và MUSA năm 2015 cho khảo sát cơ tử cung là cần thiết để xây dựng được cơ sở dữ liệu chung. Siêu âm là phương tiện khảo sát hình ảnh đầu tay cho thực hiện chẩn đoán và cho đánh giá các bệnh lý lành tính của tử cung. Đối với u xơ cơ tử cung, siêu âm thang xám có tính giá trị rất cao với một độ nhạy có thể đạt đến 95-100%. Hình ảnh điển hình của u xơ cơ tử cung trên siêu âm thang xám là một ổ hồi âm kém hoặc không đồng nhất, với giới hạn rõ và phân biệt rõ với môi trường quanh, có bóng giảm âm phía sau. Một hình ảnh điển hình của u xơ cơ tử cung trên siêu âm thang xám thường là đủ để kết luận u xơ cơ tử cung. Siêu âm thang xám có thể cung cấp hầu hết những thông tin cần thiết cho thiết lập chẩn đoán u xơ cơ tử cung. Về mặt triệu chứng học, 2/3 các u xơ cơ tử cung là các u không triệu chứng. Chúng không gây ra bất cứ vấn đề hay thang phiền chủ nào. Chỉ có 1/3 số u xơ cơ tử cung là gây ra một thang phiền nào đó ở những mức độ khác nhau. Vấn đề biểu hiện ra ngoài có thể là xuất huyết tử cung bất thường, chèn ép, đau do thoái hóa, kết cục sản khoa bất lợi như sảy thai muộn hay sinh non, v.v. hay cuối cùng là hiếm muộn. Tỷ lệ các u xơ cơ tử cung có triệu chứng đòi hỏi phải can thiệp ngoại khoa là rất thấp. Trước tiên cần phải cố gắng xác định đúng vấn đề chủ của u xơ cơ tử cung trong bệnh cảnh chung. Do tính chất quá phổ biến của u xơ cơ tử cung và do 2/3 trong số chúng là không triệu chứng, nên cần rất cẩn trọng khi cố tìm cách gắn ghép những triệu chứng quan sát thấy cho một u xơ cơ tử cung. Ví dụ dễ thấy nhất là một người phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh có u xơ cơ tử cung và đến khám vì xuất huyết tử cung bất thường. Trong trường hợp này, cần thận trọng kết luận liệu đó là một u xơ cơ tử cung gây xuất huyết hay chỉ là một rối loạn tiền mãn kinh và có một u xơ cơ tử cung không triệu chứng cùng tồn tại ngẫu nhiên. Muốn làm được điều này, cần nhận diện đúng vấn đề chủ, phân tích toàn diện bệnh cảnh và thử dùng các hiểu biết về triệu chứng học của u xơ cơ tử cung để lý giải vấn đề chủ. Nếu lý giải thành công mối liên hệ, thì có thể kết luận về quan hệ nhân quả của u xơ cơ tử cung và bệnh cảnh lâm sàng. Phân tích kỹ lưỡng sự tham gia của các yếu tố khác vào bệnh cảnh là cần thiết nhằm tìm thêm thông tin bổ sung lý giải cho mối quan hệ vấn đề chủ và u xơ cơ tử cung. Đánh giá sự tham gia của các yếu tố tùy hành vào bệnh cảnh như là kế hoạch sinh con, tuổi tác, tình trạng gia đình, v.v. cũng rất quan trọng. Một sự khác biệt về yếu tố tùy hành có thể làm thay đổi hẳn hướng quản lý của một u xơ cơ tử cung. Như vậy, hiểu biết đương đại về bệnh học u xơ cơ tử cung đã dẫn đến rất nhiều thay đổi trong tư duy tiếp cận và quản lý bệnh lý này. Có thể tóm tắt như sau. U xơ cơ tử cung là một bệnh lý xuất phát từ sự chuyển đổi tế bào.
với xuất phát điểm là các bất thường về di truyền, chịu sự chi phối của các yếu tố thượng di truyền. Sự khác biệt trong kiểm soát thượng di truyền tạo ra sự khác biệt về tiến triển và đáp ứng của u đối với các steroid sinh dục. U sơ cơ tử cung là một u lệ thuộc estrogen, đồng thời cũng dựa vào progesterone để tồn tại. Chỉ 1/3 số u sơ cơ tử cung là có vấn đề chủ. Các vấn đề chủ làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh ở những mức độ khác nhau, tùy theo từng cá thể và tùy theo từng bệnh cảnh. Tiếp cận quản lý phải là tiếp cận dựa trên vấn đề chủ và phải được cá thể hóa theo các yếu tố tùy hành. Mục đích của điều trị u sơ cơ tử cung là giải quyết vấn đề chủ. Hệ quả đương nhiên là sẽ không có chỉ định can thiệp cho tử thân khối u sơ cơ tử cung nếu nó không gây ra vấn đề chủ. Khi có vấn đề chủ thì điều trị được chọn là điều trị phải thỏa được các yêu cầu như sau. Thứ nhất, phải giải quyết một cách hiệu quả vấn đề chủ. Thứ nhì, lợi ích của phương pháp được chọn phải là vượt trội so với nguy cơ cho cá thể. Và cuối cùng là phải đặt trong bối cảnh cá nhân, có nghĩa là yêu cầu của yếu tố tùy hành. Việc điều trị có thể là nội khoa ngắn hạn, nội khoa trung hạn, ngoại khoa bảo tồn, ngoại khoa triệt để, xâm lấn tối thiểu, hay là kết hợp nhiều giai đoạn chiến lược khác nhau tùy theo yêu cầu cá thể hóa. Khi có chỉ định can thiệp ngoại khoa cho các u sơ cơ tử cung gây chảy máu, thì soi buồng tử cung phẫu thuật là giải pháp cho các u sơ cơ tử cung loại 0 và loại 1. Một số các u sơ cơ tử cung loại 2 và không phải là giải pháp cho các u sơ cơ tử cung dưới niêm mạc loại 3. Soi buồng tử cung phẫu thuật là lựa chọn duy nhất hợp lý cho u sơ cơ tử cung dưới niêm mạc loại 0 và loại 1 gây xuất huyết tử cung bất thường. Để thực hiện phẫu thuật cần thỏa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tình trạng chảy máu đã được tạm thời kiểm soát bằng nội khoa. Và điều kiện thứ nhì là kích thước của u không to hơn 4 cm, là giới hạn cho phép của phẫu thuật soi buồng tử cung. Với các u sơ cơ tử cung dưới niêm mạc loại 2 thì tùy thuộc vào hai điều kiện là: một là thể tích khối u và hai là mức độ lộ thiên qua buồng tử cung, mà phẫu thuật cắt đốt qua soi buồng tử cung có thể sẽ khả thi hay là không khả thi. Trong nhiều trường hợp, để có thể là khả thi thì soi buồng tử cung cần được chuẩn bị trước bởi một công đoạn nội khoa. Với các u sơ cơ tử cung dưới niêm mạc loại 3 thì phẫu thuật được chọn là bóc nhân sơ qua nội soi hay phẫu thuật mở bụng hở. Có nhiều giải pháp nội khoa có thể dùng cho các u sơ cơ tử cung có vấn đề chủ. Các giải pháp đã được chứng minh là có hiệu quả bao gồm thuốc tránh thai phối hợp, dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel, chất điều hòa chọn lọc thụ thể progesterone, GH đồng vận và GH đối vận. Nhờ tác dụng qua gen của các steroid sinh dục ở trên nội mạc tử cung, nên thuốc tránh thai phối hợp estroprogestogen là phương tiện hiệu quả để đạt được mục tiêu cầm máu nhanh chóng và đi đến kiểm soát ngắn hạn tình trạng xuất huyết tử cung bất thường do u sơ cơ tử cung hay xuất huyết tử cung ồ ạt. Trong bối cảnh dùng ngắn hạn để cầm máu cho xuất huyết tử cung bất thường do u sơ cơ tử cung và xuất huyết tử cung ồ ạt, thuốc tránh thai phối hợp không thúc đẩy phát triển u sơ cơ tử cung. Do không có hiệu quả trên kiểm soát khối u, nên thuốc tránh thai phối hợp không phải là phương tiện điều trị trung hạn hay dài hạn cho kiểu vấn đề chủ là AUBL hay là xuất huyết tử cung ồ ạt. Cần lưu ý rằng nhận định trên đây chỉ áp dụng cho thuốc tránh thai phối hợp estroprogestogen. Các thuốc chỉ có progestogen bao gồm progestogen only pills và các long acting steroid derivative system không được dùng cho kiểu chỉ định này, ngoại trừ trường hợp riêng của dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel. Dụng cụ tử cung phóng thích chậm levonorgestrel hoạt động trên cơ chế phóng thích tại chỗ các lượng nhỏ hàng ngày levonorgestrel. Tuy là một progestogen, nhưng các lượng nhỏ
phong tích tại chỗ một cách liên tục và kéo dài của levonorgestrel đã cho phép nó tạo ra một tác động trên tổng hòa các microRNA theo chiều hướng kiểm soát tăng trưởng u xơ cơ tử cung. Các bằng chứng xác nhận dụng cụ tử cung phong tích chậm levonorgestrel là phương tiện hiệu quả cho mục tiêu làm giảm mất máu trong xuất huyết tử cung bất thường do u xơ cơ tử cung ở nhiều mức độ, kể cả xuất huyết tử cung ồ ạt. Do đó, dụng cụ tử cung phóng tích chậm levonorgestrel có thể được dùng cho mục đích kiểm soát trung hạn các vấn đề là IUBL và xuất huyết tử cung ồ ạt. Tuy nhiên, nhược điểm của dụng cụ tử cung phóng tích chậm levonorgestrel là hiệu quả sẽ bị giảm đi khi buồng tử cung quá rộng, hạn chế tác dụng tại chỗ của hormone này. Hãy nhìn vào cơ chế bệnh sinh của u xơ cơ tử cung. Ta thấy rằng không có bất cứ giải pháp nào cho phép kiểm soát sự chuyển dạng của tế bào gốc. Do không thể đánh vào gốc của bệnh sinh là sự tái kích hoạt của gene SMG2A bị đột biến, cũng như do không thể kiểm soát được các hiện tượng thường di truyền, nên việc chọn đánh vào giai đoạn sau, tức giai đoạn steroid, để kiểm soát các u xơ cơ tử cung là một lựa chọn hợp lý. Cắt nguồn cung estrogen cho các kiểm soát trước mắt nhưng không bền vững. Khi nguồn cung estrogen hoạt động trở lại thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn. Vì thế, đánh vào receptor của progesterone là can thiệp có thể dẫn đến nhiều kết quả mong đợi, kể cả apoptosis của tế bào u, và được xem như điều trị hợp lý. Các selective progesterone receptor modulators phòng bế thụ thể của progesterone gây apoptosis ở tế bào u xơ cơ tử cung. Ulipristone acetate và mifepristone là hai phân tử đã được dùng nhiều nhất. Cả hai dược chất này cùng có hiệu quả cho kiểm soát chảy máu. Ulipristone acetate là thuốc được dán nhãn cho điều trị u xơ cơ tử cung. Nó từng được cấp phép cho điều trị u xơ cơ tử cung trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự việc có hai ca tử vong liên quan đến tổn thương gan đã dẫn đến việc nó bị rút giấy phép tạm thời, cho đến khi các nhà phát triển đưa ra được các chứng cứ an toàn mới. Mifepristone là một thuốc được dán nhãn cho phá thai nội khoa và đã được dùng rất nhiều cho điều trị u xơ cơ tử cung nhưng ở trạng thái off-label tại các nước Trung Quốc và Ấn Độ, v.v. Mifepristone có hiệu quả gần giống như ulipristone acetate, nhưng do nó được dùng off-label nên các số liệu không được báo cáo. Những nghiên cứu của nó rơi vào tình trạng sai lệch do báo cáo. Việc cắt nguồn cung estrogen cho hiệu quả nhanh nhưng không bền. Cắt nguồn cung estrogen có thể là một giải pháp tạm thời đặt ra khi cần nhanh chóng kiểm soát vấn đề chủ. Khi nguồn cung estrogen hoạt động trở lại thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn. Các chất tương tự gonadotropin releasing hormone gồm GnRH đồng vận và GnRH đối vận tạo ra tình trạng cắt tuyến yên nội khoa, cắt nguồn FSH và qua đó triệt tiêu nguồn cung estrogen từ buồng trứng. GnRH đồng vận tác động qua cơ chế giải mẫn cảm tuyến yên kéo dài, gây giảm sâu và kéo dài estrogen buồng trứng, từ đó làm giảm nhanh chóng thể khối u và các triệu chứng. Tuy nhiên, việc giảm estrogen chỉ làm cho u ngưng phát triển và không gây ra apoptosis. Hệ quả là sẽ có hiện tượng bùng phát nhanh chóng của u sau khi ngưng GnRH đồng vận. Thêm vào đó, hiệu ứng dội trong những ngày đầu nên thời gian để có thể kiểm soát được chảy máu với GnRH đồng vận thường là vài tuần. Giảm estrogen sâu và kéo dài còn gây ra hệ lụy là làm giảm mật độ khoáng xương và tình trạng mãn kinh dưới điều trị. GnRH đối vận phong bế tuyến yên bằng cơ chế cạnh tranh với GnRH trên các thụ thể của nó trên màng tế bào. Tác dụng của GnRH đối vận lệ thuộc liều và chấm dứt ngay sau khi ngưng thuốc. Các chế phẩm được dùng qua đường uống cho phép tùy chỉnh liều để đạt được hiệu quả tốt nhất, có thể tương đương với GnRH đồng vận nhưng vẫn giữ được nồng độ estrogen lưu hành ở mức không quá thấp. Điều này mang lại những lợi thế rất lớn cho điều trị bằng GnRH đối vận. Nếu như chúng ta không kể đến việc UPA đang bị rút phép tạm thời, thì ở thời điểm hiện tại, UPA là phân tử cho phép kiểm soát hiệu quả nhất các vấn đề chủ của u xơ cơ tử cung. Kiểm soát nhanh chóng chảy máu và giảm thể khối bền vững là những ưu điểm của UPA so với lại các chất tương tự GnRH. Dù rằng GnRH đối vận có các ưu thế so với GnRH đồng vận,
nhưng nó vẫn chưa thể là phân tử cạnh tranh ngang hàng với UPA do khả năng giảm khối không bền vững của nó. Các nhà phát triển UPA cần nhanh chóng đưa ra chứng cứ an toàn một cách thuyết phục để có thể dỡ bỏ án rút phép và đưa UPA trở lại danh sách các thuốc dùng cho u xơ cơ tử cung. Một điều cần lưu ý là án rút phép chỉ áp dụng cho UPA và không phải là cho mifepristone. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần adenomyosis. Adenomyosis là một tình trạng bệnh lý lành tính của tử cung rất phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người nữ. Nguyên nhân gây ra adenomyosis đến nay vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ. Bài giảng này trình bày các luận điểm đương đại về bệnh sinh của adenomyosis, từ đó làm sáng tỏ những quan điểm về điều trị hiện hành. Mô bệnh học của adenomyosis được đặc trưng bởi tử cung có kích thước to lan tỏa, với lớp cơ tử cung bị xâm nhập lành tính bởi tổ chức tuyến nội mạc tử cung cùng với mô đệm tùy hành. Bao quanh các ổ tuyến nội mạc lạc vị này là các sợi cơ trơn của tử cung ở trạng thái tăng dưỡng và tăng sản. Các adenomyosis có thành phần rất khác nhau, có thể là adenomyosis với thành phần tuyến và mô đệm là chủ yếu, hoặc adenomyosis với thành phần sợi cơ tăng dưỡng và tăng sản là chủ yếu. Các hình thái khác nhau này tạo ra những bệnh cảnh lâm sàng rất khác nhau, cũng như đặc điểm hình ảnh học rất khác nhau. Các dạng thức lâm sàng khác nhau cũng có thể có khả năng đáp ứng không như nhau với điều trị. Kể từ khi lần đầu được báo cáo vào đầu thế kỷ thứ 20, đã có rất nhiều giả thuyết về bệnh sinh của adenomyosis đã được đưa ra, nhưng không có bất cứ giả thuyết nào đủ sức thuyết phục. Cho đến năm 2009, mô hình Tissue Injury and Repair, tổn thương mô và sửa chữa TIAR, trở thành một mô hình đã được chấp nhận ít nhiều trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mô hình TIAR vẫn còn nhiều điểm bất cập. Các hiểu biết gần đây đã dẫn đến việc phải chấp nhận một thực trạng là có thể có nhiều hơn một kiểu adenomyosis, và các kiểu adenomyosis khác nhau có thể có cơ chế bệnh sinh và biểu hiện lâm sàng khác nhau. Trong phạm vi của chương trình năm thứ 6 y đa khoa, chúng ta chỉ xét đến mô hình TIAR dùng để giải thích thể loại adenomyosis lan tỏa kinh điển điển hình. Trong mô hình TIAR, xuất phát điểm của adenomyosis là sự xâm nhập của tế bào có nguồn gốc nội mạc tử cung vào các vị trí bất thường trong lớp cơ tử cung. Chúng là các tế bào gốc trung mô, xâm nhập qua tổn thương nguyên khởi ở màng căn bản. Tổn thương nguyên khởi này có thể là hậu quả của một chấn thương thai sản hay là do co thắt. Khi đến vị trí lạc vị, các tế bào xâm nhập này kích hoạt một đáp ứng viêm. Trong điều kiện bình thường, tế bào xâm nhập sẽ bị thải trừ bằng đáp ứng viêm. Theo giả thuyết của mô hình TIAR, trong adenomyosis, sự xâm nhập được tiếp nối bằng sự tồn tại và phát triển tại vị trí lạc vị của những tế bào gốc xâm nhập. Lý do được đưa ra để giải thích hiện tượng tế bào xâm nhập tiếp tục tồn tại và phát triển mà không bị loại trừ là do đã có những điều kiện bất thường về kiểm soát viêm và dung nạp miễn nhiễm. Những điều kiện bất thường này chịu sự chi phối của các yếu tố tự di truyền. Dung nạp các tổ chức tuyến nội mạc tử cung lạc vị là hiện tượng cốt lõi của bệnh sinh của adenomyosis. Có hai hiện tượng tự di truyền đã xảy ra. Một là điều hòa bất thường của tổng hòa microRNA, và thứ nhì là bất thường của sự methyl hóa các promoter của các gene kiểm soát tế bào. Về tổng hòa microRNA, các đáp ứng viêm nguyên phát dẫn đến điều hòa bất thường của tổng hòa các microRNA chi phối chu trình tế bào. Hệ quả là các tế bào xâm nhập đào thoát thành công khỏi apoptosis và tiếp tục phát triển. Về bất thường của hiện tượng methyl hóa các promoter, các đáp ứng viêm dẫn đến điều hòa bất thường trong methyl hóa các gene chi phối hoạt động tế bào. Điều này đã gây nên các hỗn loạn trong cả điều hòa lên và điều hòa xuống của các gene chức năng của tế bào nội mạc. Bất thường trong điều hòa các gene nguyên khởi dẫn đến bất thường trong điều hòa các gene thứ cấp, cuối cùng dẫn đến các bất thường trong chức năng tế bào và mô. Như vậy, bất thường của tổng hòa microRNA và của điều hòa phiên mã hay sau phiên mã sẽ dẫn đến sự phát triển và trường tồn của những tổ chức lạc vị.
về tổng hòa microRNA. Trong điều kiện bình thường, microRNA chi phối hàng loạt khả năng thích nghi sửa chữa tế bào với những thay đổi của môi trường và cái chết chương trình. Các đáng ứng viên dẫn đến điều hòa bất thường của tổng hòa các microRNA chi phối chu trình tế bào, phát triển tế bào, khả năng chịu đựng thiếu oxygen, apoptosis, khả năng tự sửa chữa, khả năng kêu gọi tân tạo mạch. Hệ quả là các tế bào xâm nhập đào thoát khỏi apoptosis, tiếp tục phát triển và kèm theo đó là hàng loạt những hiện tượng bất thường khác như tân tạo mạch. Hình trái cho thấy chức năng của một tổng hòa microRNA trong chu trình tế bào. Hình phải cho thấy tổng hòa microRNA đã bị thay đổi như thế nào trong mô nội mạc tử cung lạc vị. Có thể thấy rõ MIA-36133P đã bị điều hòa xuống rất sâu, còn các MIA khác thì lại được điều hòa lên ở nhiều mức độ khác nhau. Về bất thường trong methyl hóa các promoters, các đáp ứng viêm dẫn đến điều hòa bất thường trong methyl hóa của các gen chi phối hoạt động tế bào và gây ra hỗn loạn trong cả điều hòa lên lẫn điều hòa xuống của các gen chức năng của tế bào nội mạc. Bất thường trong điều hòa các gen nguyên khởi như estrogen receptor dẫn đến bất thường trong điều hòa các gen thứ cấp như progesterone receptor, dẫn đến hệ quả là các bất thường trong chức năng tế bào và mô. Ví dụ ở hình trái cho thấy sự khác biệt rõ ràng trong nhiệt độ của điều hòa các gen của nội mạc tử cung chính vị và của tổ chức nội mạc lạc vị. Hình phải cho thấy hệ quả là gen GATA2 đã bị khóa thay vì được mở và gen GATA6 được mở thay vì phải được giữ ở trạng thái đóng. Điều này đã dẫn đến hệ quả là các gen của estrogen receptor bị điều hòa bất thường, cuối cùng là hỗn loạn trong điều hòa gen của progesterone receptor gây ra tình trạng đề kháng với progesterone. Tiếp theo sau phản ứng viêm, các diễn biến đi theo hai nhánh khác nhau nhưng song hành cùng nhau. Nhánh thứ nhất liên quan đến các hỗn loạn về miễn nhiễm thông qua các đại thực bào, dẫn đến hệ quả cuối cùng là tình trạng viêm thần kinh sinh mạch. Viêm thần kinh sinh mạch là cơ chế gây đau và đau tăng nặng dần ở trong adenomyosis. Nhánh thứ nhì liên quan đến các hỗn loạn về điều hòa các gen chi phối các steroid receptors thông qua kích hoạt hệ thống STARC và men P450 ARM, dẫn đến hệ quả cuối cùng là tình trạng cường estrogen tại chỗ cũng như hiện tượng đề kháng với progesterone. Đi sâu hơn vào nhánh các hiện tượng miễn nhiễm đã dẫn đến viêm thần kinh sinh mạch, cần nhấn mạnh đến những hiện tượng sau. Thoạt tiên là các yếu tố viêm sẽ chiêu mộ các đại thực bào M1. Các đại thực bào M1 sẽ được chuyển dạng thành đại thực bào M2 nhằm mục đích sửa chữa. Hoạt động của đại thực bào M2 sẽ dẫn đến việc tạo ra các tân mạch cũng như các yếu tố định hướng thần kinh. Các semaphorin định hướng và hình thành các sợi thần kinh mới hướng về tổn thương. Kết hợp giữa sinh tân mạch và sinh thần kinh tạo ra một vùng mô bệnh lý giàu thần kinh và tân mạch. Ở những thời kỳ đầu, người bệnh thường không đau nhiều. Khi bệnh đã diễn tiến xa, mật độ sợi thần kinh tăng cao làm tăng nặng mức độ đau. Các bao xoan của sợi thần kinh cũng bị tổn thương, dẫn truyền tín hiệu bị thay đổi, dẫn đến một kích thích rất nhẹ cũng có thể gây ra một đáp ứng mạnh mẽ ở trung ương. Hiện tượng đau trung ương được xác lập. Đi sâu hơn vào nhánh các hiện tượng nội tiết dẫn đến cường estrogen tại chỗ và đề kháng progesterone, cần nhấn mạnh đến những hiện tượng sau. Hiện tượng viêm thông qua prostaglandin E2 sẽ kích hoạt STAR và enzyme P450 aromatase. Sự tăng của P450 aromatase tại mô tuyến lạc vị sẽ dẫn đến tiến trình sản xuất estrogen tại chỗ ở trong mô tuyến lạc vị, tức không liên quan gì đến buồng trứng. Sản xuất estrogen tại mô tuyến nội mạc lạc vị gây ra một tình trạng cường estrogen ở bên trong của mô nội mạc lạc vị, dẫn đến điều hòa lên các gen estrogen receptor alpha, estrogen receptor beta và progesterone receptor A.
Estrogen receptor alpha bị điều hòa lên gây ra tăng nhu động nghịch thường co thắt tử cung và thúc đẩy tế bào nội mạc xâm nhập thêm qua màng đáy và hoàn thành vòng luẩn quẩn Leyendeck. Hình phải cho thấy tiến trình viêm tại mô bị xâm nhập bởi các cấu trúc tuyến nội mạc lạc vị tạo ra vòng Leyendeck như thế nào. Trong vòng Leyendeck, có thể thấy mối liên quan giữa viêm và tình trạng cường estrogen đóng vai trò quan trọng. Cần lưu ý rằng không chỉ ở mô tuyến lạc vị, Stark và P450 Arom cũng bị kích hoạt ở mô nội mạc tử cung chính vị. Nội mạc chính vị bị tăng sinh dày với đề kháng progesterone là những cái hiện tượng quan trọng trong adenomyosis và liên quan hàng loạt các bất thường như tăng sinh nội mạc tử cung, xuất huyết tử cung bất thường do adenomyosis và tình trạng hiếm muộn. Về phương diện triệu chứng học, adenomyosis hành xử hoàn toàn khác với u xơ cơ tử cung. Chỉ có một số nhỏ các trường hợp adenomyosis là không có triệu chứng cũng như không có vấn đề chủ. Trong trường hợp này không đặt ra vấn đề điều trị. Tuyệt đại đa số các adenomyosis là có vấn đề chủ. Tiếp cận điều trị adenomyosis phải là một tiếp cận dựa trên vấn đề chủ. Trong adenomyosis, có các vấn đề chủ là đau bụng vùng chậu theo chu kỳ hay trường diễn và tăng nặng, xuất huyết tử cung bất thường và cuối cùng là hiếm muộn. Mỗi bệnh nhân sẽ có đơn độc một vấn đề chủ duy nhất hoặc cùng tồn tại đồng thời nhiều vấn đề chủ với những mức độ biểu hiện khác nhau của từng vấn đề. Như vậy, trên luận điểm này chỉ tồn tại một khái niệm duy nhất là người bệnh có adenomyosis với các vấn đề chủ đặc thù cho từng cá thể một, mà không hề tồn tại một bệnh lý adenomyosis chung cho mọi người. Cũng như u xơ cơ tử cung, việc thiết lập chẩn đoán adenomyosis chủ yếu được dựa trên hình ảnh học. Xác định tiêu chuẩn hình ảnh để xác lập chẩn đoán adenomyosis gặp nhiều khó khăn do tính đa dạng về cấu tạo mô bệnh học của adenomyosis. Đặc điểm hình ảnh thay đổi theo thành phần tuyến mô đệm có trong tổ chức lạc vị. Mỗi khảo sát hình ảnh có ưu thế riêng cho mỗi dạng thức adenomyosis khác nhau. Cộng hưởng từ khảo sát sự khác biệt về đậm độ proton, đặc biệt tốt cho khảo sát bất thường của vùng kết nối JZ hay các ổ, các nang tuyến lạc vị trong cơ. Siêu âm khảo sát sự khác biệt về chiết xuất truyền âm và tưới máu, đặc biệt tốt với các cấu trúc nội mạc lạc vị có tân tạo mạch mạnh mẽ. Siêu âm 4D nhập khẩu các khái niệm từ cộng hưởng từ và từ siêu âm Doppler. Siêu âm đàn hồi khảo sát sự đàn hồi của mô, đặc biệt tốt khi thành phần của adenomyosis chủ yếu là sợi cơ tăng dưỡng và tăng sản. Khảo sát adenomyosis bằng Doppler có giá trị rất cao và tương đương với cộng hưởng từ. Các đặc tính trên Doppler của adenomyosis cho phép phân biệt bệnh lý này với u xơ cơ tử cung với giá trị rất cao và gần như tương đương với cộng hưởng từ. Khảo sát adenomyosis bằng Doppler lệ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người đọc siêu âm, trong khi đó cộng hưởng từ không lệ thuộc vào người đọc. Siêu âm Doppler cũng có thể khảo sát được một kết nối JZ nhưng không rõ như cộng hưởng từ. Điểm mạnh nhất của cộng hưởng từ so với siêu âm trong khảo sát các bệnh lý lành tính của thân tử cung là khả năng phân biệt giữa adenomyosis và với u xơ cơ tử cung. MRI phân biệt được hai bệnh lý này là nhờ vào các khảo sát vùng kết nối JZ và những đặc tính cấu trúc mô học khác biệt giữa adenomyosis với u xơ cơ tử cung. Hình bên phải trình bày những cái tiêu chuẩn hình ảnh học của adenomyosis theo Musa 2015. Điều trị adenomyosis là điều trị người bệnh có adenomyosis với các vấn đề chủ đặc thù của riêng người đó, chứ không điều trị bản thân bệnh lý adenomyosis. Mỗi bệnh nhân sẽ hoặc có đơn độc một vấn đề chủ duy nhất, hoặc cùng tồn tại đồng thời nhiều vấn đề chủ với những mức độ biểu hiện khác nhau. Vì lý do này nên trong quá trình tiếp cận với người bệnh, nhà lâm sàng phải hoạch định được
cho mỗi bệnh nhân mang adenomyosis một kế hoạch điều trị thích hợp với các vấn đề chủ của bà ta. Một khái niệm quan trọng thứ nhì là chiến lược giúp người bệnh sống chung trọn đời với adenomyosis. Do không thể loại bỏ hoàn toàn adenomyosis, có nghĩa là không bao giờ có thể có được tình trạng zero adenomyosis, người bệnh adenomyosis phải sống chung với bệnh này đến trọn đời. Mọi kế hoạch điều trị đều phải là những kế hoạch đầy đủ, bao gồm kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Như vậy, cần điều trị cho bệnh nhân có adenomyosis như thế nào? Câu trả lời không hề đơn giản. Do hai đặc điểm của bệnh lý adenomyosis là: một, có bệnh sinh phức tạp, chưa được hiểu hết, và hai, tính cá thể đặc thù của vấn đề chủ ở người định mang adenomyosis, nên không thể có một khung điều trị chung, cũng như không thể có được một vũ khí toàn năng cho người bệnh mang adenomyosis. Cũng cần nhắc lại hai triết lý quan trọng nhất của điều trị người bệnh mang adenomyosis là: một, cần cá thể hóa theo vấn đề chủ, và hai là kế hoạch chung sống trọn đời với adenomyosis. Đứng trên những luận điểm mang tính chất ràng buộc này, cần cân nhắc chọn vũ khí thích hợp cho từng người bệnh mang adenomyosis với các khả năng tùy biến theo vấn đề chủ, chú trọng đến các yếu tố tùy hành và phù hợp với mục tiêu thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời người bệnh. Hình ảnh ở đây được lấy và có sửa đổi một phần từ Claudia Tosti và cộng sự, trích trong Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders năm 2016, cho thấy việc lựa chọn phương tiện điều trị adenomyosis không phải là một vấn đề đơn giản. Điều trị bệnh nhân với vấn đề chủ là đau vùng chậu là bài toán phổ biến nhất trong quản lý adenomyosis. Điều trị đau phải đánh vào các khâu trọng yếu của bệnh sinh của đau trong mô hình GIAR: 1. Viêm và prostaglandin. 2. Cường estrogen tại chỗ và ngô đồng bình thường. Và 3. Là đề kháng với progesterone. Chi tiết sẽ được trình bày trong các slide kế tiếp sau. Đau do nhạy cảm trung ương là hệ quả của các kích thích đau kéo dài trong quá khứ. Nếu đau đã đi đến giai đoạn nhạy cảm trung ương, thì các điều trị cho tự thân tổn thương endomyosis là không còn đủ để giải quyết vấn đề nữa. Bài toán lúc này đã trở thành một bài toán gọi là no brain, no pain, tức giải quyết những vấn đề thuộc thần kinh trung ương. Việc quản lý đau trong trường hợp này có thể cần đến các quản lý về mặt thần kinh như các thuốc hướng thần và sự hỗ trợ đặc biệt của xã hội. Xã hội cần có một cái nhìn khác về đau với nhạy cảm trung ương, phải có thái độ hành xử xã hội để hỗ trợ người bị đau vượt qua được các khó khăn của đau do nhạy cảm trung ương. Điều trị bằng NSAID là điều trị sơ cấp đầu tay cho triệu chứng đau trong adenomyosis chưa có nhạy cảm trung ương. Trong thời kỳ đầu, đau do viêm, chưa có viêm thần kinh sinh mạch, bệnh nhân thường đáp ứng tốt với các kháng viêm thông thường. Lúc này, đau có thể được kiểm soát bằng cách ngăn cản chế tiết prostaglandin E2 bằng cách dùng NSAID. Các NSAID có thể được dùng mà không cần có bằng chứng mô bệnh học của adenomyosis hay endometriosis. Có thể chấp nhận việc dùng NSAID như một empirical treatment, tức điều trị theo kinh nghiệm mà không cần bằng chứng mô bệnh học. Các thuốc tránh thai estroprogestogen phối hợp cũng có hiệu quả trên đau nguyên khởi và cũng có thể được dùng như một điều trị theo kinh nghiệm. Cả thuốc tránh thai kết hợp và NSAID được xem như hai công cụ đầu tay tương đồng. Cả hai cùng không được dán nhãn cho điều trị đau trong adenomyosis và endometriosis. Khác biệt giữa thuốc tránh thai và NSAID chính là thuốc tránh thai sẽ ngăn phóng noãn, còn NSAID thì không. Như vậy, thuốc tránh thai sẽ không thể dùng được cho người mang adenomyosis với than phiền chủ là đau và hiếm muộn. Trái lại, thuốc tránh thai có thể là lựa chọn ưu tiên cho người bị đau với adenomyosis và không còn kế hoạch thai sản, đồng thời chưa bị nhạy cảm trung ương. Tuy nhiên, khi đau đã diễn tiến xa hơn đến giai đoạn của viêm thần kinh sinh mạch, hay xa hơn nữa
đến nhạy cảm trung ương thì việc dùng cả NSAID lẫn thuốc tránh thai thường không còn hiệu quả nữa. Lúc này cần nghĩ đến các điều trị khác với NSAID và thuốc tránh thai. STAR và P450 Aron là khâu trọng yếu của bệnh sinh của endometriosis. Tăng hoạt động của P450 Aron là nguồn gốc của tổng hợp estrogen tại mô nội mạc lạc vị. Điều trị ức chế P450 Aron giúp cắt nguồn cung estrogen tại chỗ, giải quyết được cường estrogen và hệ quả của nó là tránh được hiện tượng điều hòa lên của các receptor estrogen alpha. Các chất ức chế hoạt động của men aromatase P450 như letrozole hay anastrozole được dùng với mục tiêu này. Tuy nhiên, việc dùng các aromatase inhibitors cũng ảnh hưởng lên cả hoạt động sản xuất estrogen của tế bào hạt của noãn nang, mất nguồn cung chính từ buồng trứng. Dùng aromatase inhibitor sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt toàn thân của estrogen. Hệ quả là việc dùng aromatase inhibitor kéo dài sẽ tạo nên các tác dụng phụ không mong muốn, bao gồm giảm mật độ xương và các bệnh lý mạch máu. Vì vậy, aromatase inhibitor không được khuyến cáo dùng cho điều trị ở các giai đoạn đầu của tình trạng đau do endometriosis. Chỉ định của aromatase inhibitors thường là các trường hợp đau tái phát sau phẫu thuật hay thất bại với các điều trị giảm đau endometriosis chuyên biệt khác hay dùng phối hợp với các điều trị khác. Cũng nhằm vào mục tiêu cắt giảm nguồn cung estrogen, có thể xem xét việc dùng các chất tương tự với gonadotropin releasing hormone. Khác với aromatase inhibitor, các chất tương tự với GnRH cắt nguồn cung estrogen từ tế bào hạt của noãn nang và như vậy gây giảm sâu estrogen toàn thân. Dùng GnRH đồng vận liên tục sẽ giúp ức chế hoạt động chế tiết gonadotropin của tuyến yên qua hiện tượng điều hòa xuống thụ thể màng của tế bào tiền yên với GnRH. Dùng kéo dài các chất đồng vận của GnRH làm bất hoạt các thương tổn endometriosis một cách tạm thời. Các triệu chứng được cải thiện trong thời gian điều trị với đồng vận của GnRH nhưng sẽ tái phát trở lại sau khi ngừng điều trị. Khoảng thời gian tái phát trung bình của đau sau đồng vận của GnRH là 12-18 tháng kể từ liều thuốc cuối cùng. Giải mẫn cảm tuyến yên kéo dài dẫn đến tình trạng giảm sâu của estrogen lưu hành trong máu ngoại vi. Vì thế, chỉ định của điều trị bằng các đồng vận với GnRH cũng tương tự với chỉ định điều trị bằng các aromatase inhibitors. Các GnRH đối vận là một điều trị cắt nguồn estrogen nhưng lại có cơ chế là ức chế cạnh tranh với GnRH ở trên thụ thể màng của tế bào tiền yên. Nhờ vậy, nó có thể tùy chỉnh liều sao cho đạt được hiệu quả giảm đau mà vẫn duy trì được nồng độ huyết thanh của estradiol ở mức hợp lý. Năm 2020, một GnRH đối vận đường uống đầu tiên đã được phê duyệt và được dán nhãn cho điều trị đau. Như vậy, nó có thể mở ra một chương mới cho điều trị đau ở người mang endometriosis. Dù rằng có tình trạng đề kháng với progesterone, nhưng một số điều trị dựa trên nền tảng progestin vẫn được chứng minh là có hiệu quả. Dinotest là thuốc được dán nhãn cho điều trị đau trong endometriosis và được chứng minh là một điều trị giảm đau có hiệu quả. Dinotest có thể được dùng như một điều trị theo kinh nghiệm hay được dùng như một điều trị khi đã có bằng chứng. Dinotest hoạt động trên cả bình diện hạ đồi, tức là ức chế phóng noãn, lẫn bình diện tại chỗ, tức là trên nội mạc tử cung lạc vị. Dưới dinotest, các hoạt động viêm của sang thương bị khống chế, từ đó ngăn cản sự tiếp diễn của bệnh sinh, bao gồm cả cường estrogen và bất thường biểu hiện của các gene estrogen receptor lẫn progesterone receptor. Phân tử này có hiệu quả trên cả IL-1 beta và tái lập lại được cân bằng giữa PRA và PRP. Do ít tác dụng phụ hơn các điều trị khác, phân tử này có thể được dùng như một điều trị khi có bằng chứng lẫn điều trị theo kinh nghiệm. Điều trị ngắn hạn
lẫn điều trị dài hạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng trên trục nên Dynoches không phải là lựa chọn tốt cho người có vấn đề hiếm muộn hay đang mong con. Dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel, phóng thích tại chỗ các lượng nhỏ levonorgestrel cũng đã được chứng minh là có hiệu quả trong quản lý đau do adenomyosis. Dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel có thể được dùng điều trị đau khi đã có xác nhận chẩn đoán adenomyosis và không còn nhu cầu có con. Đánh vào tình trạng cường estrogen tại mô nội mạc tử cung chính vị nên hiệu quả trên xuất huyết tử cung bất thường do adenomyosis của nó đã được xác nhận. Với triệu chứng đau, dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel có hiệu quả giảm đau tương đương với lại GNRH đồng vận. Vì thế, nó được xem như một giải pháp trung hạn cho đau trong adenomyosis ở người đang hoàn thành kế hoạch thai sản của mình. Trong bàn tay lành nghề, điều trị phẫu thuật là một điều trị có hiệu quả trên cả đau và những vấn đề chủ khác, kể cả hiếm muộn. Do phẫu thuật trong adenomyosis, deeply infiltrating endometriosis, endometriosis là những cái phẫu thuật đa ngành và siêu khó, nên người phẫu thuật viên cần tự hỏi mình xem mình có đủ năng lực để đảm nhận được cuộc siêu phẫu thuật này hay không. Còn trong bàn tay nghiệp dư, đáng tiếc là hầu hết chúng ta đều thuộc vào nhóm phẫu thuật viên nghiệp dư đối với lạc nội mạc tử cung, thì điều trị ngoại khoa là lợi bất cập hại. Điều trị ngoại khoa không đem lại thứ mà người ta mong muốn, mà lại gây ra những cái hậu quả đáng tiếc, những can thiệp phẫu thuật, những di chứng nặng nề. Vì thế cần cân nhắc chỉ định ngoại khoa. Trường hợp phẫu thuật Osada là một trong những thí dụ điển hình. Phẫu thuật Osada là một phẫu thuật giảm khối cho adenomyosis, là một phẫu thuật rất khó, kéo dài, và nó được báo cáo rất tốt trong bài theo Sada. Nhưng đối với những người khác, khi lặp lại phẫu thuật này thì kết cục thai sản cực xấu. Cân nhắc kỹ chỉ định ngoại khoa là một hành động cần thiết. Và như Jacques Chaffron, chủ tịch hiệp hội SIRT, tức là bệnh lý lành tính tử cung, nói, người bệnh với endometriosis chỉ được phép lên bàn mổ một lần trong cuộc đời của họ. Hãy tính toán sao cho cuộc mổ đem lại cho họ nhiều lợi ích nhất và ít gây nguy hiểm cho họ nhất.